Dự án đường dây 500 kV mạch 3 dài 519 km từ Quảng Bình đến Hưng Yên là dự án có ý nghĩa quan trọng bậc nhất về an ninh năng lượng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành vào cuối tháng 6 năm 2024 để tăng cung ứng điện cho miền Bắc. Trên toàn công trường giờ đây, không chỉ có sự nỗ lực hàng ngày, hàng giờ của những kỹ sư, công nhân, lao động áo cam, mà còn có cả sự tương trợ của các đoàn thể thanh niên địa phương, sự động viên, chia sẻ của người dân, quyết đồng lòng tạo nên kỳ tích cho dự án trọng điểm quốc gia. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại một xã thuộc huyện Hưng Hà của tỉnh Thái Bình, nơi có tuyến đường dây 500 kV mạch 3 đi qua. Nhờ vào việc ngành điện đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương cũng như các đơn vị chủ động trong việc vận động và kêu gọi người dân, cho nên là người dân ở đây đồng thuận rất là cao, đặc biệt là trong khâu giải phóng mặt bằng. Như quý vị cũng đã thấy thì hiện tại bà con nơi đây đang bước vào mùa thu hoạch rất là tất bật, nhưng mà hễ khi đi ngang công trình điện đang xây dựng thì bà con đều ngoái lại nhìn với mong muốn đường dây sớm đi vào hoạt động để bà con không còn lo nỗi lo thiếu điện mỗi khi mùa nắng nóng đến. Cứ mỗi buổi chiều, sau khi xong việc đồng áng, ông Nguyễn Văn Khiến, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà lại đèo con xe đạp cũ đến gần vị trí cột đang thi công, ngắm nhìn các công nhân đang hăng say làm việc. Bản thân ông không phụ giúp được gì nên chỉ biết gửi lời hỏi thăm, động viên, anh em cùng cố gắng. Công nhân nhà mình rất chịu khó, làm đêm làm ngày, vượt nắng vượt mưa, dân thì cũng tạo điều kiện và động viên quyết liệt. Tôi thì có một ít ruộng nằm vào trong cái đường đi nối lại để cho lắp đặt thiết bị. Thế thì các nhà thầu, chính quyền địa phương cũng đã giải quyết đền bù thỏa đáng. Người dân rất là phấn khởi. Song song đó, tại các địa phương khác, chính quyền địa phương cũng đang quyết liệt phối hợp cùng ngành điện trong công tác đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hành lang tuyến đường dây. Đối với các hộ dân, thì người ta băn khoăn các lưới điện đi qua thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà giá trị của đất sau khi mà nhà nước đã có các cái chủ trương thu hồi và các hành lang tuyến để đảm bảo theo cái tuyến thì sẽ không ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nên là người dân thì sau đó cũng đồng thuận và bàn giao mặt bằng để được thực hiện cái dự án đúng tiến độ. Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa nằm trên địa bàn huyện Thiệu Hóa được xem là siêu trạm cao áp bởi quy mô hạng mục công trình này rất lớn. Khi thi công, khó khăn lớn nhất là việc huy động nguồn đất san lấp cho công trình. Thế nhưng chỉ trong thời gian khá ngắn, khoảng 500.000 khối đất đã được huy động liên tục chuyên chở về đến công trình. Giờ đây các hạng mục đã dần hoàn thiện và dự kiến đóng điện vào ngày 22 tháng 6 theo chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Khi mà khan hiếm nguồn đất mà trong cái thời gian mà Tết Nguyên Đán thì tỉnh họ cũng có văn bản cho các mỏ đất để là phối hợp là trong cái thời gian mà nghỉ Tết họ động viên công nhân, động viên lái xe để mà san đất cho công trình là luôn luôn có trong cái thời gian mà nghỉ Tết Nguyên Đán. Việc xây dựng ở đây thì là công tác bê tông là rất là nhiều. Thì khi ban có đề xuất thì tỉnh họ cũng động viên các cái đơn vị cung cấp bê tông để cung cấp liên tục cho công trình không bị ngừng gián đoạn. Đồng lòng cùng ngành điện trong việc đưa đường dây huyết mạch sớm về đích, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã chỉ đạo thành lập 75 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của gần 1.500 đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh, tham gia hỗ trợ trong việc phân luồng giao thông, giải phóng hành lang tuyến đường dây, hỗ trợ người dân di dời nhà cũng như thăm hỏi và động viên các đơn vị thi công. Trong những ngày vừa qua thì trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thời tiết nắng mưa tương đối là thất thường, các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh vẫn đang tiếp tục miệt mài thực hiện các phần công việc hỗ trợ. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh thành lập mới thêm các đội hình tình nguyện, phối hợp tích cực với chính quyền tại địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ trong cái việc di chuyển, ăn ở, sinh hoạt của các tổ thi công. Xác định đây là công trình mang tính cấp bách để tăng cường năng lực lưới điện truyền tải giữa miền Trung và miền Bắc, các cán bộ, lao động, đoàn viên thanh niên, người dân, dù ở bất cứ đâu, bất cứ vị trí nào, cũng luôn chung sức, chung lòng với ngành điện bằng nhiều phần việc thiết thực, tạo nên lực đẩy quan trọng, góp phần đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.